sao chưa cháy sao mày không nói mẹ bao lâu rồi rồi đó bây giờ ông già bà già chứ tao biết luôn hồi xưa mông còn sống mông cũng nói anh nào mất bạch cúng rồi gì bây giờ giảm rồi giờ nó còn có người hơn lần nữa mới trái cái kitchen này mẹ ơi. Ê mấy cô đem qua đây xích xí qua này chứ đừng rồi cái tù nè chân hai cái tù nè em nên bắn con khúc cái chuối lọt hạt bị đừng cái này đốt qua bên cô giảm ta mấy ông hai cái tù nè thấy không ai lỗi rồi mà phải lên đây nè đó nên mà mắm xíu nè sắc lên năm nãy mới chạy nữa đường cái mới chợt nhớ mới chạy về mà lấy lại nữa nè. Ồ, tốn qua đâu nhắc này tao mua cây hết 5 đồng lấy cái bịch dạ? Nè mấy cô lấy cái bịch chọc mau lên bờ lên bờ con nghe nó biết điện thoại là bao sợ chứ con nghe nó điện thoại là bao sợ thôi chứ tụi mình đốt từ từ lên rồi bắt đầu mấy giường cứ chết đành đó. Bây giờ tôi nói anh Năm không có chuyện gì nó quên bao nữa. Đáp bao này thôi. Khi nào ông có gì quan trọng lắm ôi bên tôi. Đâu nói là ông Năm thức tiếng. Sợ chứ sao không sợ. Lâu dám lên tiếng vợ nó kè biết. Trái nhà. Mày là cẩn thận nhất mà. Ừ. Đã nói là tại vì nói chuyện tới 6 tiếng mà. Chứ 1 tiếng là không sao. Ủa Nam, thường thường người ta nói 1 tiếng là nó hết pin rồi đúng không? Này nói tới 6 tiếng luôn rồi sao? Lấy cái nắp lại. Where's Kiki? Why she don't come? Nói chuyện cái xúc chúng số số nữa. Trời công nhận xúc nó sâu lắm thì ha. I brought him luck. Mà ổng dễ chịu ven ha. Ừ. Ủa, xin gì á? Hả? Bà còn chị kêu xin gì lùng á. Nó bà lùng đó. Cái đó là cái đặc quyền của bà kêu đi thôi, cho ai biết đâu. Đi bà lùng á. Còn mấy cô là mấy khờ quá. Tôi bỏ vô. Để con đây mấy bà.
cái đó cây mũ cây sắt đó nè, mũ cạo mày nói mười tim nó không trái được rồi. Tôi nói là tao mua một lần vậy đó, khỏi mất công người mua một chắc hai chắc nữa. Thôi Hoàng Giang, thế này đây không? Nhang đồ một lần mua chứ không người này mua một bó để ra đốt mấy cái bỏ nguyên cái này luôn có hộp luôn chứ hết. Từ từ đã để đốt hết mấy cái đó đã rồi, chứ mình mới đốt cái đó sao? Cái đó phải sau chứ mình. Cái này đốt vàng mà đốt bao giấy thì chết rồi. Được rồi, bỏ này. Còn ba cái giày đồ quần áo của để mà má sẽ đốt mấy cái này. Đúng không nói bà nói nè. Mấy cái chuyện đó đi. Phải rồi nha. Ừ. Đó. Để như nè, để như nè. Đó. Bây giờ đứng tự dùng, tự vô. Nó chưa có này. Nhặt Apple hối sắm là. Wow. Xem vô. Tới nữa nó đang suy nghĩ biết sao mà nó sửa nè. Đừng có hỏi mấy cái chuyện đó nha, còn hỏi mong khác là khi ra đi mà nói chuyện không xúc lâu á thì nên bị phải stop nha. Cái điện thoại quá hết đi. Thôi, lần sau nói ra, mấy chuyện cũng phải xúc lâu á, 3 phút phải xúc trái nhà nữa hả? Không, mà cái gì sao? Cái thằng mà độc lạ Bình Dương xa quá không thể mua vé bay qua rồi chứ biết sao anh nói điện thoại rồi cháy nhà. Bữa năm ông làm hết bao nhiêu ly cà phê nè, bữa đó ông nói 5 tiếng ông làm bao nhiêu ly cà phê vậy? Bữa đó là ông cúp chua là ông chuyển la qua bà Dê liền hả? Ờ ông quên liền. Xong xuôi một hồi cái nói Ven nói anh Năm pha cháy nhà, ông không có tin á chứ. Tao đi làm về mà tao nghe hai người đang nói chuyện nó sắp đem cháy nhà cả biết không? Khép xíu rồi bị ổng chửi nữa chứ. Nó bậy mẹ. Hên, mới nói chuyện với nó mà đi. Ông còn nói vậy nữa đó nha. Mới nói chuyện với nó đó. First time in 6 hours. Thôi 6 hours nha, đừng lát lên 16 hours nha mày. Sao à, hay là phai hả? Từ 12 giờ hết năm. Lên 16 giờ là thằng Apple kiếm tao về. Không biết đâu, ảnh ổng đi về, ổng còn mới về là ổng phone rồi đó. Đi ở tiệm, đi chợ, ở tiệm 11 giờ ra rồi đi mấy chỗ đâu có lâu. 12 giờ phone. 2 phone á. 2 giờ, 2 giờ, 2 giờ. Từ 2 giờ tới 5 giờ 45. 6 tiếng lên tiệm 6 giờ. 6 tiếng, 6 giờ mấy luôn. Thì đâu có đúng bao nhiêu đâu. 6 giờ mấy giờ nó mới vô. Từ ở trên tiệm về. Từ đó chạy cho chạy anh nhà xong rồi tôi nấu ăn cái bức rau để vô đó. Ông nói tôi nói. Xong rồi ông không hết lên còn xem nữa. Trời ơi, mày biết không? Chứ thường thường mình nói chuyện đi tiếng hơn. Cái điện thoại mới mà. Đâu đâu biết điện thoại mới đâu có hết gì đó. Nói là điện thoại mới không có hào bằng qua hào. Năm tôi thức á. Nhanh ha. Thôi quen xin điện đâu xin điện. Ông nội bà nội ha. Nó không có thèm đi xì bài. Đó cái kia. Nhà gì đây? Nhà gì? Cái nhà đôi giày. Cái cây này nó róc róc nó tới ngập nó chết ha. Anh đem đứng đi bỏ vô. Hay làm hàng lấy 2 triệu bây giờ nó che cái mặt luôn bạn sẽ tốt quá đó mình cũng có thể đó đấy thì bỏ vô đây đi nó hơi cao quá cây đồ nó mà nó bị gì á người ta để tới chín mình mới lại chừng vàng thôi người bên mình là như ai mới trồng cái cây nhỏ nhỏ lên không cô á nó như bữa nay mình cúng nè mình muốn nhổ cái cây cỏ đó là mình nhổ ra nó sao nào, quên nói cho cô nghe là
xuống bảy. Bên này á, muốn cúng nhà nào cúng, hoặc là hay là nó cúng nhiều vàng cũng được. Cái này đúng không? Màu vàng, nhiều vàng, xám vàng nè. Gần gần á. That's for grandma. Ta chơi được hiệu ông già già không? Thằng Gucci với làm vườn không? À, ông già uống rượu, bà già uống rượu, uống khúc rồi đó. Cây ngon, lưng dài. Em cầm luôn cái hũ nghe, nghe bỏ vô. Bỏ vô cái bịch rồi, bỏ đi. Còn cái cây, khéo cái cây nó chạy. Cái cây này là đúng rồi, lấy một đứa thuốc cho bà. Ai? Con gì á? Con đó đó hả? Sao vậy? Chơi game ban đêm mẹ, ngủ không đủ hết.